Chào các bạn, hôm nay mình lên một con máy cày hiệu Shibora đời mới nha. Đời Luce. Đời mới nha các bạn. Nó là D195F. Đời mới ba máy. Xe rất là đẹp luôn nha các bạn. Bánh bung rồi là còn đẹp lắm. Xe này chưa có rửa gì hết nha. Các bạn mua mình dọn rửa lại hết. Rồi. Cái hộp số đồ sau nè, đùi thẳng nè, cốt thẳng nè. Chạy là bao suy nghĩ luôn. Còn đen mun hết nha các bạn. Nè, xi nhan hai bên còn đầy đủ luôn. Rồi, hiệu Shibora. Bánh bung cái cá là còn ok đẹp hết. Nè, cái đồ thảm để chân rồi nè. Còn luôn nha các bạn. Shibora hai cầu. Wow, cái đầu đẹp, cái đầu đẹp tuyệt vời luôn. Đây quay cho các bạn xem cái dàn cầu trước. Cái cầu trước này bao bự luôn nè. Về kéo đồ, chở hàng đồ là ngon này nha các bạn. Cầu đồ là bao các bạn, chưa xì, chưa gì hết đó. Ba máy, một máy nó còn đen thui luôn nha các bạn. Máy móc đồ còn đẹp lắm. Chưa dọn rửa ra thôi chứ dọn rửa ra mới lắm nha các bạn. Đèn tấp lô rồi còn đầy đủ hết á. Còn càng đồ luôn nha. Ga tay đây, ga chân nằm dưới đây. Xi nhan các cái đồ mới chưa kiểm tra nha. Ê, các bạn mua kiểm tra xi nhan đồ đầy đủ hết rồi mình giao thôi. Cái số của nó nằm trên này luôn nha các bạn. Chạy dễ nè. Ba số tới một số dê. Nhanh chậm HL nằm đây. Nó 4 số đúp. 4 số đúp luôn hả? Đời chạy lẹ. Con này bên cơ luôn nha các bạn, khỏi lo, đừng có sợ điện. Bên cơ luôn nha. Bên cơ luôn nó mới ngon. Rồi, để đời nổ thôi. Ui, có đèn luôn, còn đèn luôn nha các bạn. Được rồi. Quay máy. Các bạn mua mình dọn rửa lại cho. Rồi mua hàng liên hệ số điện thoại trên video nha. 0965198720 gửi hàng toàn quốc nha các bạn. Đèn hậu, đèn xi nhan đồ nó còn đầy đủ luôn nha các bạn. Chưa có bị bể gì hết. Xe này nó còn lường lạc đồ lắm. Đồ đời cao. Đồ lưu xe. Đời đầu vuông lắm. Đi xuống nhanh đi, đừng đi xuống chậm. Dính tại chỗ thôi.
Đây, được rồi, xuống xe đây. Vỡ vỡ cái nắp máy bên này cho coi cái con. Nãy quên vỡ cái nắp. Cục đề nó còn đẹp không? Còn mới, bây giờ đề mới thay. Mới keng sao bè luôn nha. Rồi, các bạn mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên video nha.